Bất động sản Quang Minh xin kính chào quý khách hàng, các anh em nhà đầu tư. Lời đầu tiên cho phép Quang Minh xin kính chúc toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Các anh chị nhớ ủng hộ Quang Minh bằng một lượt đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo bên cạnh lên để cập nhật và theo dõi những video mới nhất từ kênh Bất động sản Quang Minh. Quang Minh đang có mặt trên con đường Phú Thuận nha các anh chị. Khu vực này là trung tâm của xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Mặt tiền đường Phú Thuận gồm có ủy ban, có trường trung học cơ sở và trường tiểu học, có trạm y tế xã và công an xã. Nó nằm hết ngay cái vị trí này nè các anh chị, nên là ngay trung tâm xã, là trường học cấp 2 nè. Đây là cái trường học cấp 2. Kế cái trường học cấp 2 này là một cái ngôi trường tiểu học nha các anh chị, trường tiểu học xã Phú Mỹ Hưng. Trường cấp 1 và trường cấp 2 gần nhau. Tiếp đến là ủy ban nhân dân xã. Đây là công an xã nè. Công an xã gần với ủy ban nhân dân xã luôn. Nói chung là đây là trung tâm xã Phú Mỹ Hưng các anh chị. Mặt tiền đường Phú Thuận, một sẹt của đường tỉnh lộ 15. Thì mục đích Quang Minh làm cái video này là Quang Minh quay từ ngay cái trung tâm xã của xã Phú Mỹ Hưng này, để chạy lại một cái căn nhà nằm trên mặt tiền đường tỉnh lộ 15 nha các anh chị. Đường tỉnh lộ 15 mới là đường chính, còn cái đường Phú Thuận này là đường phụ ha, đường nhánh của đường tỉnh lộ 15. Tỉnh lộ 15 cái hướng này là hướng mình đi về Hóc Môn các anh chị, đi về chợ Hóc Môn. Còn bây giờ Quang Minh rẽ bên tay trái nha. Rẽ trái là mình, cái hướng này là hướng đi cầu Bến Xúc, đi hướng Bình Dương á. Thì mình chạy mấy chục mét nữa là gặp cái căn nhà nằm bên tay trái nha các anh chị. Đây, căn nhà bên tay trái nè. Đó. Căn nhà này có cái diện tích là 716 mét vuông, có 121 mét đất thổ cư các anh chị, gồm một căn nhà và một cái kiosk ha. Hiện tại thì nhà này chủ không còn ở đây nha các anh chị, không còn ở, cho nên giờ có nhu cầu muốn bán lại cho ai có nhu cầu ha. Căn nhà Quang Minh giới thiệu là có diện tích là ngang là 14 mét, dài là 53 mét, gồm có một căn nhà ở bên tay trái và một cái kiosk bên tay phải nha các anh chị. Quang Minh đang quay cái kiosk nè, đang quay cái hướng ra mặt tiền tỉnh lộ 15. Căn nhà này các anh chị mình mua về mình sơn sửa lăn sơn lại thì mình ở đẹp các anh chị. Nói chung là chủ cũng không có sử dụng cũng khá là lâu rồi. Đây là cái hình ảnh ở phía trong khuôn viên cái vườn. Chiều ngang tới 14 mét mà. Quang Minh đi vô nhà luôn nha. Nhà vẫn còn đồ đạc ngày xưa chủ ở, nhưng mà giờ không có còn ở đây nữa, cho nên không có nhu cầu sử dụng, cho nên là người ta muốn bán lại các anh chị. Nhà có hai phòng ngủ. Đây là một cái phòng ngủ nè. Tiếp đến là một cái phòng ngủ nữa. Phía sau là cái không gian cái chỗ nấu ăn. Nhà mình có cái gác nữa nha các anh chị, có cái gác. Phía bên đây có một cái phòng ngủ nữa, là ba cái phòng ngủ. Đây là cái bếp. Cái video này nói chung là bọn mình không đi lên tận nơi quay được, nhờ đứa em nó cầm cái điện thoại nó quay, nó quơ quơ, nó cái hình ảnh nó không được đẹp. Nói chung là mình mua cái vị trí các anh chị. Cái vị trí căn nhà này rất là đẹp. Đó, mặt tiền tỉnh lộ 15. Cái ngã ba đường Phú Thuận ngay đèn xanh đây, đèn đỏ nãy Quang Minh chạy lại nè các anh chị. Từ ngay cái ngã ba đường Phú Thuận mà cái chỗ trung tâm xã đó, mình chạy lại đây chỉ có mấy chục mét thôi.
ngay chỗ cái khu vực này là chợ Phú Mỹ Hưng nha anh chị, phía sau này có một cái con đường đi vô chợ. Đó, chỗ này là buôn bán cũng khá là sung ha. Đây căn nhà của mình đây, số 1881 nè, căn nhà này từ ngay đây qua bên đây mình mua cái vị trí thôi anh chị. Nói chung thì nhà thì cũng còn ngon lành. Đây một cái kiosk này, ngày xưa là người ta buôn bán nè, còn cái nhà này bên đây là ở. Từ ngay cái cây đu đủ này qua tới đây, ngay cái bồn nước Đại Thành đây, là chiều ngang là 14 m, gồm một cái kiosk này và một cái cổng nhà nè. Cổng này nhà chính, đi vô cái nhà của mình. Đây là bên đây là kiosk. Nếu mình ở bên đây thì mình cho thuê cái này các anh chị, vậy mình sơn sửa lại nữa là cũng ok ha. Nói vậy chứ bây giờ tiền vật tư với tiền công thợ, bây giờ mình mua một miếng đất trống mà mình bỏ tiền ra một xây một căn nhà như thế này cũng khá là tốn kém nha các anh chị, khá là nhiều tiền á, chứ không ít đâu. Đó, các anh chị mình ai có nhu cầu thì nên sở hữu cái căn nhà ngay trung tâm xã Phú Mỹ Hưng này. Bây giờ Quang Minh quay cái cuốn sổ luôn. Đây cái cuốn sổ đất các anh chị. Thửa đất số 39 tờ bản đồ số 13 nè, địa chỉ xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Diện tích là 716 m. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng 716,5 m, sử dụng chung là không. Mục đích sử dụng là đất ở là 121,2 m, còn lại là đất trồng cây lâu năm 595,3. Đây cái bản vẽ hiện trạng này các anh chị. Đường tỉnh lộ 15, mặt tiền tỉnh lộ 15, lộ giới đường này là 40 m ha. Tính từ tim đường vô mỗi bên là 20 m. Chiều ngang là 13,93 m nè, chiều dài là 53 nè. Tí nữa bằng mình sẽ đo thực tế luôn cho các anh chị mình xem. Cái thổ cư là nằm ngay chỗ cái nhà xây cái nhà nè. 121 m thổ cư nằm đây. Đó, 716 m. Bây giờ Quang Minh tiến hành kiểm tra cái thông tin quy hoạch cái thửa đất cái căn nhà này cho các anh chị mình biết luôn nha. Trước tiên mình vào cái bản đồ của xã Phú Mỹ Hưng. Tờ số 13 nha các anh chị. Tờ số 13. Tờ 13 thửa đất số 39. Thửa đất 39. Đường tỉnh lộ 15. Đây, đường tỉnh lộ 15 đây. Đây là đường Phú Thuận nè. Trung tâm xã nãy nằm đây. Mình từ trong đường Phú Thuận mình ra gặp tỉnh lộ 15 mình rẽ bên tay trái. Chạy một tí xíu là nhà của mình nằm bên tay trái luôn. Thửa đất số 39. Đây 40, đây 39 đây. Thửa đất 39 đây. Đó, cái phần thổ cư nằm đây y như trên cái cuốn sổ luôn nè các anh chị. Còn mình copy cái thửa đất này mình vào cái ranh quy hoạch mình xem. Xem thứ căn nhà này nó nằm ở khu dân cư hiện hữu hay là dân cư kết hợp sản xuất nha các anh chị. Nếu mà nó nằm khu dân cư hiện hữu là quá ok. Chữ G này là ký hiệu của cái tường gạch này, là có nhà. ONT đây. Thửa 39. Copy. Xong mình vào cái ranh. Bắt vô. Đây, cái thửa đất của mình đây. Nằm ở số 72, thành phố Hồ Chí Minh, huyện Củ Chi, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 nè. Khu trung tâm và dân cư xã Phú Mỹ Hưng. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất ký hiệu số 72.
Quang Minh vào cái chi tiết 1/2000 nè. Tìm tới số 1 tới số 72. 71 72 đây. Khu dân cư trung tâm xã Phú Mỹ Hưng đây. Đáp vô. Cái khu này dân cư hiện hữu khá là nhiều nha các anh chị. Đó, cái khu này là nãy là ủy ban trường học rồi nằm đây nè. Mấy cái này là ủy ban trường học, công an xã rồi nằm đây. Đây là đường Phú Thuận nè. Đường Phú Thuận. Xong mình ra gặp tỉnh lộ 15. Mình rẽ bên tay trái. Nhà của mình nằm bên tay trái đây. Cái màu này là dân cư hiện hữu rồi các anh chị. Quá là đẹp. Dân cư hiện hữu thì sau này mình có cơ hội mình tách ra hai sổ là theo quy định của nhà nước là quá ok nha các anh chị. Mình xin chuyển lên thêm thổ cư nữa là mình xin tách ra hai cuốn sổ. Hiện hữu thì nó hiện tại bây giờ thì mình dễ tách hơn khu dân cư kết hợp. Đây, ký hiệu ra các anh chị màu này. Đất nhóm nhà ở hiện hữu ha. Đất nhóm nhà ở hiện hữu màu này. Còn cái màu này là đất nhóm nhà ở xây dựng mới. Khu này là có hai cái chức năng đất. Một là đất nhóm nhà ở hiện hữu và hai là đất nhóm nhà ở xây dựng mới. Nhà ở xây dựng mới là cái màu này nè, ở phía sau. Phía sau căn nhà mình là đất nhóm nhà ở xây dựng mới. Phía đối diện cũng là dân cư hiện hữu luôn, tỉnh lộ 15 đây. Còn mình đo cái lộ giới lấy vô là bao nhiêu mét nha. Lộ giới lấy vô là 10 mét. Tổng chiều dài của căn nhà mình là 53 mét. Lấy lộ giới vô 10 mét thì còn lại là đất thổ cư á, là dài là 43 mét các anh chị. 43 mét. 43 mét thì thầy xây nhà vô tư à. Khi mà lấy vô 10 mét này thì cái đường lúc này là cái tỉnh lộ 15 là nó thành là 40 mét chiều rộng nha các anh chị. Thầy Quang Minh nghĩ thì lấy vô khoảng chừng 5 mét nữa thì cũng khá là nhiều rồi. Lấy không đến nổi 40 mét đâu. 40 mét lúc đó đường đẹp lắm. Rộng. Cái hướng của căn nhà mình là hướng đông đông bắc. Hướng đông bắc nha các anh chị. Mình cho các anh chị mình xem nè, cái diện tích nè, đó, cái diện tích là 716,4 m nè, y như trên cuốn sổ luôn ha. Diện tích. Chu vi là 132,3 m. Chu vi là tổng cái chiều dài của bốn cạnh cộng lại 132 m, còn diện tích là 716,5 m. Chức năng khu dân cư hiện hữu nha các anh chị. Lô đất này căn nhà này là chủ không còn ở đây cho nên là muốn bán lại với cái giá là 8 tỷ rưỡi còn thương lượng nha các anh chị. 8 tỷ rưỡi còn thương lượng. Trên tổng diện tích là 716 m có 121 m đất thổ cư, gồm một cái căn nhà ha, một căn nhà và một cái kiosk ở phía trước. Kiosk phía trước nằm đây. Còn ngay đây là cái cổng nè, cổng của căn nhà. Căn nhà thực tế là xây hơn cái diện tích 121 m nha các anh chị, xây rất là nhiều nha, chứ không phải xây là ngay cái chỗ đây không đâu. Xây ra phía sau ở đây nó cũng nhiều lắm. Nhà tới 3 cái phòng ngủ luôn mà. Anh chị mình ai có nhu cầu thì gọi cho Quang Minh ha, theo cái số điện thoại hiện trên màn hình là 0937234579, bất động sản Quang Minh. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh và bật cái chuông thông báo bên cạnh lên để tiện theo dõi và cập nhật những video mới nhất từ kênh bất động sản Quang Minh. Những cái sản phẩm Quang Minh mà đăng lên kênh đó là hầu như là pháp thích lý nè, rồi thông tin quy hoạch, giá cả phù hợp cho thị trường Quang Minh mới làm nha các anh chị. Cho nên là những cái sản phẩm Quang Minh đăng lên là khách hàng quan tâm rất là nhiều.
bán cũng rất là nhanh các anh chị. Và mình cảm ơn toàn thể quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi video của Quang Minh. Trước khi kết thúc video, Quang Minh xin chúc cho toàn thể quý vị được dồi dào sức khỏe, làm ăn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại toàn thể quý vị.